Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây của em An Giang nha. Dạ hôm nay mình quay trở lại nhà của anh Nghé nha. Dạ thì hôm nay mình thay mặt Mạnh Thường Quân là anh Scott Lâm. Dạ anh có hỗ trợ tiền cái số tiền thiếu nhà anh Nghé đó. Thì anh hỗ trợ cho đủ số tiền cho anh Nghé hoàn thành cái nhà luôn. Dạ thì trước khi mình vô mình tham quan đó thì cho em gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều nha. Dạ chúc cho gia đình anh luôn luôn có sức khỏe và đón cái Tết Đoan Ngọ thật là vui vẻ và ấm cúng bên gia đình nha. Dạ giờ mình mời quý bà cô chú anh chị đi cùng với mình vô tham quan nhà của anh Nghé nha. Xây coi tới đâu rồi. Nãy ngày trời mưa quá lớn. Chị làm gì lấy cây ở sao rồi kìa. Làm gì vậy chị? Đây này, tiến độ cũng tới đây ha, cũng dạ. Được rồi chắc dạ. Có hơn 50% hả chị, này hơn 50% rồi hả chị, dạ. Cũng có tầng nữa rồi, à, tầng nữa rồi hả chị, dạ. Này mình đang dán gạch nhà vệ sinh hả chị, dạ đang góp chồng. Anh Nghé đang chào anh Nghé, dạ, chào chị, dạ chào chị. Mình tô gần xong chưa, dạ. Bước qua con rồi em đặt cái bồn cầu trước vậy hả, dạ. Em đặt cái bồn cầu. Nhà mình cao hết sức cao anh nhé. Dạ. Em bằng lên 3m1. Dạ dạ. Chiều cao. Dạ, vậy anh tạm ngưng tí xíu ha. Dạ dạ. Em hỏi chị. Dạ. Ở ngoài này là sàn nước hay gì chị? Dạ. Dạ. Nước, em làm cái sàn nước. Em đi ha. Dạ dạ. Sàn nước mình có lõm này đó hả? Dạ, sàn nước lõm này thằng ngày xưa mình có đường mương đó. Dạ, nhà dạ, cũ dạ, có đường mương vậy đó. Lại ha, để mình lõm sàn nước. Dạ, chứ nhà nhỏ. Dạ, bên đây là cái sàn nước, còn bên đây là cái nhà vệ sinh quý bà cô chú ơi. Đây là cái bếp quá hả? Dạ, bên đây là cái bếp ha. Dạ. Để tắm qua đi. Dạ. Nó chặt quá mình đi. Này đi hai người không lọt. Dạ. Còn đây là cái kệ cái bếp. Bếp dạ. Kệ nấu ăn quý bà cô chú. Dạ. À, sáng không ăn ơi. Đứng yên qua nghiêng lại con tại do trời mưa đó quý bà cô chú. Này mẫu này gạch ngang hả chị? Dạ. 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 Vậy là mình xây cái này xong trơn rồi, chỉ còn cái nhà vệ sinh nó chút đỉnh với mình lót gạch dưới này ha anh nhé. Dạ dạ. Còn cầu thang này mình đi lên đâu? Dạ đi lên trển đó chị. À, làm cái gác ở trên ha. Ở trên này. Dạ là chứng nghỉ. Em làm cái chứng nghỉ rồi để cái thang sắt lên đây nè. Mình hai chân. Ha, cái này mình hàng sắt dạ, anh. Dạ hàng. Vậy là mình xây lên một khúc nữa để ấy rồi mình hàng lên ha. Dạ, như vậy đó. Lên cầu thang sắt, lên làm bằng cầu thang sắt đó anh. Dạ, lên là cầu thang sắt. À. Dạ. Qua đây nè, anh thấy con trên nóc rồi con. Cái này mình chưa có cầu thang cho nên mình không có tham quan ở trên gác được nha, quý bà cô chú. Này mình chỉ ở dưới này mình quay lên thôi. Dạ. Cao hết sức cao hết anh nhé. Dạ. Từ cái mặt nền này lên trên đó là bao nhiêu? Tới nóc á. 6 m. 6 m hả? Dạ, em đi chẳng về cột trước là 6 m luôn. Ủa? Sao em nhìn thấy có 10 mét rồi ta? Trời. Cao dữ rồi. Em thấy vậy đó. Cái cột sắt em mua nó 6 mét đó, chiều dài á. Em làm hết luôn. Vậy hả? Dạ em mua sắt đó. Dạ dạ. Dạ. Dạ hổng vậy là chi phí mình hết nhiêu rồi? Bộn rồi chị ơi, cũng mặn vậy. Giật tính rồi, giật tư luôn, em có tính đồ hết luôn. Dạ. Cũng 37, 38 triệu. Rồi tiền thợ nữa, mười mấy triệu nữa. Rồi cũng muốn hơi xong luôn, 11 triệu nữa tiền thợ á. Dạ. 37, 38 rồi tiền thợ thêm 11 triệu nữa. Dạ. Là bốn mấy rồi. Bốn mấy rồi, với bằng bữa nay thêm có 2, 3 mấy rồi. Bốn mấy à. Với 11, bốn mấy rồi chị. 49 và 58. Còn được 1 triệu, 2 triệu bằng thêm 2 bữa. Mướn thợ bữa nay nó 2 bữa. Với mua đồ vật tư bữa nay chưa tính. Vật tư bữa nay mua gì? Mua bữa nay mua cũng 5 bo xi măng. Với khối cát. Với mấy trăm viên gạch làm lạc vật nè. Gì đó hả? Dạ. Con đi xuống đây đi con, con đi dưới đây quay lên đi con. Ừ. Ngoài đó chuyện nó sáng á. Ừ. Làm gì là em mời. Con bước xuống dưới luôn được không? Dạ. Ừ, bước xuống dưới luôn đi. Ừ. Vậy là còn B nữa ha. Còn dạ. Đi B. Dạ còn B em còn nhiều lắm. B điện. Cửa. Còn thiếu cánh cửa. Cửa sau cửa trước luôn. Dạ, cửa mấy cửa đó dạ. Cửa sau. Dạ, em làm mấy cửa ngủ á chị, tôi cũng thiếu thôi, tôi để đó. Cửa nhà tắm hôm bữa có rồi đúng không? Dạ có rồi. Dạ. Cửa sau còn cửa trước. Dạ. B. Dạ B điện bọng rồi em chưa có đi chứ chưa có tính tới luôn á. Dạ.
với tiền lót gạch này lần nào này em chưa có mua nữa. Chỉ có mua tiền này. Dạ, nhưng cái nào làm trước thì dạ, cầu thang chưa mua sắt cũng hết sắt luôn rồi. Này cũng như không nào em tính theo thế nấy, nào nằm trước đó, em mua cái đó trước kia. Như có nhiều mình làm nhiều từ từ. Dạ. Dạ. Cái này là khoảng một tuần nữa mình xong không anh nhé? Dạ, tuần nữa em xong chị. Tuần đó là hoàn thành nhà dạ, đó ha. Dạ, hoàn thành. Tại là do mình hơi thiếu cho nên nó hơi dạ, nó hơi thiếu. Chậm. Đúng rồi. Chứ nếu mà nhiều em mướn thêm bằng gió lẹ hơi thiếu. Hơi dạ. Thiếu mà làm lắc dắt với một hai anh em thôi. Vậy anh mướn tiền thợ không là 11 triệu hả? Tiền dạ, tiền thợ 11 triệu công cho chồng em là bỏ đó. Dạ. Thợ hàng rồi thợ hồ rồi tùm lum hết trơn. Lợp mà thợ hàng mướn em mướn không 3 4 người rồi, thợ hàng á. Đang làm cho lẹ trên cái máy đang vô mua hoài vậy đó. Dạ. Siết. Dạ, với cái gác này nó cao quá nè, khu dạ. Khu trên này khó, hơi khó làm ha. Dạ khó leo treo chảnh không có nhà nào dựa được chứ á. Như nó cho lôi vậy mà nó đu tôi nghẹp anh lắm. Dạ dạ. Thêm cái nữa ở đây nó chặt nó để vật tư không được. Dạ, vật tư không được. Mình bằng... chuyển vô từ từ không? Dạ. Nhiều làm nhiều mình chuyển vô nhiều ha. Dạ, mướn có mướn mấy anh em đó hai ba người đẩy vô ôm từ từ rồi vợ em ra xúc gì đó. Dạ. Mặn đâu nổi đâu. Nó đầu nói hay lắm, bê với em bữa một bệnh đi mua thuốc 200-300 ngàn. Lên cân xỉn lên lại. Hạn chế thì chơi giữ gìn sức khỏe để tiếp những thâu nào nhẹ nhẹ thôi. Dạ, dạ. Tiếp như sách mấy xô hồ gì đó, lặt vặt, quét dọn nữa. Nãy nghe chị kể nói anh tăng ca dữ lắm hả, làm buổi tối luôn hả? Dạ, làm tối luôn, làm thấy bông về sáng luôn. Đúng vậy đó hả? Dạ, làm chiếc. Họ mấy người kia mình mướn, họ cũng làm vậy thôi. Cũng làm vậy luôn, dạ. Chung cái dàn móng là làm nguyên đêm, một ngày một đêm luôn đó, là em làm cho em vừa đổ vừa luôn, sáng là nó xong luôn đó. Dạ. Làm cấp bách. Bây giờ vô mùa mưa ha. Dạ. Dạ thì hôm nay em tới em xem cây nhà mình gần gần xong chưa? Dạ. Sau đó thì thay mặt Mạnh Thường Quân hả anh? Dạ. Anh này thì ở bên Mỹ, anh dạ. Tên là Scott Lâm. Dạ. Thì anh gửi cái số tiền còn thiếu lại cho gia đình mình đó. Dạ. Lúc trước trên clip em cũng có báo đó. Dạ. Bây giờ mình đứng đây nghe quý bà cô chú. Dạ dưới không này có chỗ. Giờ. Dạ. Chưa có xong, chưa hoàn thành. Mưa cái bộ thư của em nó ướt lắm. Nghèo. Dạ. Dạ. Anh này hỗ trợ cho mình đó là 8.300.000. Dạ. Em đưa anh từ từ đi ha. Dạ. 1 triệu. Mua cho em thôi đi học đi. 2. Dạ. 3. Dạ. 4. 5. 6. 7. 8. Cái đó 8 triệu này dạ. 300 ngàn nha. Dạ. Thì em hai chồng em cảm ơn anh Lâm ở bên Mỹ dồi dào sức khỏe sao là mạnh khỏe mà ăn phát đại phát đạt anh Lâm. Dạ. Em mừng dữ dằn anh Lâm cứu em nè cho em tám hai chồng 8 triệu mừng dữ dằn lắm. Lâm là dạ. Cái họ của ảnh nha. Dạ. Anh kêu gì cũng được tại cái tên em khó kêu. Khó. Dạ dạ dạ, dạ. Kêu anh là được anh. Dạ. Dạ dạ. Như là em cũng cảm ơn chị Tám rồi ha. Mấy chị mưa gió rồi phải cũng em cũng gán mặn chứ. Chị thấy chị cũng mừng giùm cho em ha. Em cũng thiệt với dạ. Là với em cũng gửi lời thăm hết trơn tất cả Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hai chồng em cắt được cái nhà. Dạ dạ. Dạ, dạ. Dạ thì em thay mặt gia đình của vợ chồng anh Nghé gửi lời dạ. Cảm ơn đến anh rất là nhiều nha. Dạ. Dạ cho mình gửi lời cảm ơn đến những Mạnh Thường Quân đã giúp cái lúc đầu đó. Số tiền để mà cho hai vợ chồng anh Nghé có đủ số tiền để xây cái nhà thì hôm nay thì cũng đã đủ rồi. Dạ mình cảm ơn rất là nhiều những Mạnh Thường Quân nha. Chúc những Mạnh Thường Quân có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ dạ. Anh để vô đi cho anh. Dạ 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 dạ. Vậy khi nào xong đó các em xuống em quay một clip nữa cho quý bà cô chú xem nha. Dạ dạ. Dạ. Em cũng mừng dữ dằn cũng hết lớn. Dạ dạ. Chứ không thôi biết chừng nào cắt được ở được cái nhà như vậy. Dạ. Dạ. Em cũng mong là ma nó hoàn thành sớm sớm để cho mấy bé có cái giấc ngủ dạ. 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 Ngủ được sâu nữa không có còn lo dạ. Sợ nó lớp lo sợ ban đêm rồi này nọ gánh đít rồi nữa ha anh. Dạ. Dạ. Hết rồi hết sợ. Chị cũng an tâm đi làm dạ. Cũng an tâm nữa ha. Dạ. Dạ. Dạ vậy thôi anh tiếp tục công việc của anh đi ha. Dạ dạ. Xin phép anh với chị em dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ mình
gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều nha, đã luôn yêu mến kênh miền Tây của em An Giang. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.